Xin chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái buổi test máy tại xưởng sản xuất của máy công nghiệp Thanh Hưng trước khi là bàn giao xuất xưởng. Đây là một cái hệ thống trưng cất tinh dầu bằng điện tự động 2000 lít, bao gồm máy rửa, dây chuyền băng tải xích và lò trưng cất tinh dầu. Như là các video trước mà máy công nghiệp Thanh Hưng chúng tôi đã giới thiệu với các bạn cái quá trình sản xuất máy từng khoang một, từ khoang máy rửa đến khoang băng tải cũng như là cái lò trưng cất tinh dầu, thì máy công nghiệp Thanh Hưng đã quay lên cho các bạn xem rồi. Thì bữa nay là chúng tôi ráp lại ba cái khoang của cái dây chuyền máy rửa như này để test máy, thử máy để trước khi xuất xưởng. Mời các bạn cùng với lại máy công nghiệp Thanh Hưng xem cái quá trình test máy này như thế nào nhé. Và nếu như các bạn có nhu cầu về các cái loại máy rửa công nghiệp, các cái loại băng tải rửa hay là dây chuyền rửa hay là lò trưng cất tinh dầu, hoặc là bất kỳ một cái máy móc nào được gia công sản xuất từ inox như là chảo sáu nhân, máy trộn, máy vắt ly tâm, nồi nấu rượu, vân vân, thì các bạn hãy liên hệ với máy công nghiệp Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0918889768 hoặc là số 0908312438, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ, ở gần ngã tư Gò Mây ạ. Và bây giờ là sau đây là sẽ mời các bạn cùng với máy công nghiệp Thanh Hưng chúng tôi là xem qua buổi test máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.